Sáng ngày 24 tháng 5, sự kiện BNI Member Day tại Hà Nội đã diễn ra thành công, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp và khách mời. Sự kiện BNI Member Day lần này có thể coi là một trong những sự kiện đặc biệt nhất của BNI Việt Nam, bởi lần đầu tiên BNI Việt Nam được chào đón đội ngũ hỗ trợ BNI toàn cầu đến thăm và đào tạo. Đây cũng là dịp để các thành viên BNI nắm bắt cơ hội kinh doanh, mở rộng mạng lưới kết nối và học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn quý báu nhất. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu, sự kiện đã đón tiếp gần 1.000 chủ doanh nghiệp, 4 diễn giả nước ngoài hàng đầu của BNI toàn cầu. Sự kiện BNI Member Day tại Hà Nội ngày 24 tháng 5 có ý nghĩa to lớn khi trở thành cầu nối xúc tiến thương mại giữa các thành viên đến từ BNI Việt Nam. BNI Member Day đó là ngày hội doanh nhân của BNI tại thủ đô Hà Nội. Thành viên doanh nhân đến đây, họ nhận được một hành trình tương lai của BNI trong vận đổi mới công nghệ để giúp cho các doanh nhân của Việt Nam chúng ta kết nối ra toàn cầu thông qua một hệ thống công nghệ và chuyển đổi số cũng như là trí tuệ nhân tạo. Thông qua những mối quan hệ chất lượng đấy thì họ có cơ hội gia tăng mạnh mẽ hơn trong việc xuất khẩu hàng hóa hay là nhập khẩu những mặt hàng chất lượng và kết nối những gọi là cái đối tác kinh doanh ở khắp mọi miền đất nước cũng như trên toàn cầu. Cũng tại sự kiện, BNI đã tổ chức những phiên kết nối business matching đặc sắc, mang lại nhiều giá trị cho các thành viên, từ việc giao lưu mở rộng mối quan hệ đến việc đón nhận ít nhất một cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Với vai trò là một giám đốc hỗ trợ thì tôi thấy rằng là các cơ hội kinh doanh đến từ cái phiên matching này nó vô cùng quan trọng. Đây là một bước khởi đầu để cho những mối quan hệ. Bởi vì trước khi các thành viên BNI đến với cái phiên matching này họ không gặp nhau. Nhưng hôm nay đến đây họ gặp nhau, họ trao cho nhau lòng tin BNI để trao cho nhau cái cơ hội kinh doanh. Đấy, cơ hội kinh doanh này là bước khởi đầu để tạo ra một nguồn cơ hội kinh doanh cho tất cả các thành viên trong cái chapter mà họ đang sinh hoạt. Ngoài vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, BNI Member Day còn là dịp để các doanh nghiệp trưng bày gian hàng triển lãm nhằm tạo sự thu hút cho nhiều mặt hàng sản phẩm khác nhau, từ đó gia tăng cơ hội tiếp thị sản phẩm, mở rộng hình ảnh của thương hiệu đến những đối tác và khách hàng tiềm năng.